Đây là Filmora của mình nhá. Đầu tiên có một số cái mẹo trong Filmora ấy, khi mà bạn edit video. Cái này dự án mình đang edit dở thôi. Thứ nhất là cái tính năng auto ripple. Auto ripple là tự động xóa xóa video và xóa luôn khoảng trống. Tức là để xóa video và xóa luôn khoảng trống ấy ở trong Filmora thì nó có cái nút này nhá. Các bạn ở trên góc trái của timeline ấy, nó gọi là nút auto ripple, thì các bạn có thể bật cái này lên xin lỗi các bạn. Bật cái này lên nếu như mà các bạn muốn xóa video này, ví dụ mình muốn xóa video ở đây. Muốn xóa video ở chỗ này và xóa luôn cái khoảng trống thì các bạn có thể bật cái này lên, và bây giờ bạn chỉ việc là ấn cái nút xóa thôi thì nó sẽ thu tất cả các thứ từ bên phải này chuyển sang bên trái. Tuy nhiên là nếu như mà ở dưới này bạn có cái gọi là cái pha nhạc chẳng hạn nhé, có nhạc thì các bạn sẽ phải khóa cái pha nhạc đó lại thì cái tính năng auto ripple này nó mới làm việc được nhé. Ví dụ ở đây mình nhấn phím delete nhé, đó delete đấy, các bạn nhìn này, nó đã kiểu show tất cả mọi thứ từ bên phải chuyển sang bên trái. Ctrl Z đi nhé. Nếu mà bạn tắt cái này đi thì bây giờ bạn ấn phím Auto Ripple, tức là bạn nhấn phím Delete thì nó sẽ để lại cái khoảng trống ở trên timeline giống như này. Đó, và bạn nhớ nếu như ở đây nó có cái file nhạc thì bạn phải khóa nó lại thì cái tính năng Auto Ripple nó mới làm việc được. Còn để mà cài cái tính năng Auto Ripple thì các bạn vào đây nhé. Vào đây này, chọn File này, sau Keyboard Shortcut nhé. Keyboard Shortcut, trong phần Keyboard Shortcut này bạn chọn là phần Edit. Sau đó ở đây bạn nhìn thấy cái này nhé, Ripple Delete đây nhé. Bạn chọn một cái phím tắt cho nó. Mình thì mình chọn là phím D. Phím D là phím Auto Ripple. Thì các bạn có thể chọn bất kỳ phím nào tiện tay thì được. Ok, đó là cái thứ nhất. Mình sẽ Ctrl Z để mình không cắt cái video, bởi vì cái đoạn này mình vẫn muốn giữ. Đó là thứ nhất. Thứ hai là nếu như các bạn mà máy tính các bạn cấu hình nó yếu yếu một tí khi bạn play video như thế này nhé, nó bị giật ấy, thì có hai cái là để bạn làm. Là một là bạn sẽ giảm cái chất lượng review xuống. Ở đây chất lượng review đang là full quality thì các bạn giảm cũng là 1/2 nhé, thì cho nó đỡ giật. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như mà cái timeline nó vẫn màu đỏ như này ấy, mà play video nó vẫn bị giật, thì bạn ấn cái nút này, nút render này, render preview, thì bây giờ nó sẽ review render cái này, cái timeline của bạn, để cho cái video của bạn nó chuyển sang màu xanh hết này. Đó. Đây là mấy cái đơn giản thôi ở trong Filmora. Ok, còn một cái nữa là các bạn hỏi mình ấy là thêm được chữ vào Filmora bây giờ là cái phần hiệu ứng ấy thì nó không còn cái kiểu preset motion nữa. Đây là bản 12.4. Thì cái tính năng chữ nó rất là buồn cười ở cái là nó bỏ đi cái phần mà kiểu một combo, tức là giống combo cả hiệu ứng vào và hiệu ứng ra cho chữ, mà bây giờ nó lại kiểu nâng cao hơn cho mình điều khiển là vào và ra và trong khi. Thì cái này nó cũng hơi phiền một tí, bởi vì là bình thường ấy mình sẽ kéo chữ xuống nó nhanh hơn. Để làm đấy bạn ấn vào đây nhé, Quick Text, ví dụ ở đây có một cái chữ này, Text Here này chẳng hạn, đúng không? Bạn muốn thêm chữ này vào, bây giờ bạn muốn thêm hiệu ứng cho nó, bạn kích đúp vào đây. Để mà thêm cái hiệu ứng cho chữ, bây giờ bạn chọn vào animation nhé, xong có in, out, loop. In là vào, out là ra, và loop là kiểu trong khi. Thì in này bạn chọn đây, chọn linear, sau bạn chọn cái duration, tức là cái thời gian, sau bạn chọn thằng out, và bạn chọn một cái bất kỳ. Đó, thì nó sẽ ra cái hiệu ứng như này. Đó. Out thì nó cũng rất là đẹp, tuy nhiên là nó cũng nâng cao, tức là hơi mệt. Ok, thế còn một số bạn thì hỏi mình là làm nào để xuất bản video mà nó không bị cái viền đen ở hai bên. Viền đen này thì khi mà bạn xuất bản video, bạn chú ý nhé là cái kích thước dự án của bạn tạo như nào ấy, thì khi mà bạn xuất video ra ấy, bạn phải giữ cái cài đặt của dự án. Ví dụ ở đây là cái dự án này là 16:9 nhé, tỷ lệ 16:9. Thế còn nếu mà bạn đưa một cái video dọc vào chẳng hạn, ví dụ mình sẽ tìm một cái video dọc. Đó, đây, video dọc này vào chẳng hạn nhé. Đâu nhỉ, cái video đâu ấy? À đây, đây là cái video. Ví dụ cái video dọc này chẳng hạn, nếu như mình xuất ra mà mình vẫn xuất với cái video là tỷ lệ 16:9 ấy, thì cái đoạn video dọc này nó sẽ có hai cái viền đen ở hai bên này. Thế còn nếu mà mình muốn nó không có cái viền đen các thứ ấy, thì mình sẽ phải đổi cái tỷ lệ này, đổi cái tỷ lệ này, change aspect ratio, đổi sang tỷ lệ là 9:16, ấn vào OK. Thì bây giờ cái video của mình nó là 9:16, và cái phần này nó sẽ crop vào giữa đây. Ở đây có viền đen hai bên này. Muốn hết cái viền đen này thì các bạn kích chuột phải, các bạn chọn drop to fit, nó sẽ hết cái viền đen. Khi mà các bạn tạo kiểu video TikTok hoặc video Instagram các thứ ấy, thì các bạn nhớ chú ý cái vấn đề đấy. Thế còn cái video này thì nó sẽ không còn viền đen nữa. Và khi mà bạn ấn export nhé, bạn xuất nhé, xuất video, thì ở cái phần preset này các bạn nhớ là bạn chọn vào cái phần là Match to Project Setting nhé. Match to Project Setting thì nó sẽ xuất theo cái kích thước cài đặt của bạn.
ở trên dự án. Ví dụ mình vào phần tiếp phần setting này, ở đây nó sẽ có quy định này, kích thước này, kích thước là 1080 nhân 1920, tức là tỷ lệ dọc ấy. Tỷ lệ dọc frame rate là 24 frame, bit rate các thứ. Đó, các bạn nhấn vào apply rồi bây giờ các bạn có thể xuất. Đã đơn giản thế thôi. Ok, còn một cái nữa mà mình ghi rồi mà mình quên mất. Vẫn lag. Ok. Còn một cái nữa là về phần chữ, là nếu như mà bạn đưa cái tiêu đề các thứ nhá, tiêu đề các thứ chữ xuống video. Ok, để đổi lại và cái hiệu ứng đi. Tức là bạn tạo một cái tiêu đề ở trong Filmora mà bạn không thích cái tiêu đề chẳng hạn, ví dụ bạn không thích mấy cái tiêu đề này, hoặc là mấy cái tiêu đề này nó bị lỗi kiểu tiêu đề nhá, tiêu đề đó, thì cái phông chữ này bạn không thích chẳng hạn, nó hơi xấu chẳng hạn, thì có một cái phương án thay thế là các bạn có thể tạo cái tiêu đề ở trên Canva, sau bạn kéo vào đây cũng được. Thì để mà tạo ấy thì các bạn làm như này nhá, ví dụ bạn đi lên Canva này chẳng hạn, trong Canva bạn tạo một cái design, create a design, sau bạn chọn một cái customize size, chọn kích thước, bạn chọn luôn là cái tỷ lệ 1920 nhân 1080. Sau tiếp theo là bạn thay cái nền này nhá, thay vì bạn dùng nền trắng thì bạn dùng nền đen, bạn ấn vào đây chọn nền đen. Rồi bây giờ bạn quay trở lại phần chữ text, ở đây nó Canva này nó có nhiều mẫu chữ nhá, bạn có thể chọn này, play sale và các thứ này, ví dụ mình sẽ chọn cái mẫu này chẳng hạn. Mẫu này nhá, bạn đừng chọn những cái mẫu mà nó có cái vương miện Pro này nhá, thì cái này thì bạn sẽ phải mất tiền. Ví dụ là cái chữ này đó, bạn có thể đổi phông chữ rồi các kiểu cho nó đẹp ấy. Sau đó là bạn sẽ tải cái ảnh này xuống, tải cái ảnh này nhá. Ví dụ bạn ấn vào share này, download này, file PNG nhá, ấn vào download, nó sẽ tải cái ảnh này xuống. Thì bây giờ bạn sẽ đưa được cái ảnh này vào trong Filmora, bạn kéo bạn thả, mình sẽ kéo bạn thả vào trong Filmora. Ok, mình sẽ đặt nó ở chỗ này chẳng hạn. Đó, đây đặt ở chỗ này thì bây giờ nó sẽ có cái viền nền đen ở đây, thì bạn xóa cái nền đen này đi bằng cách là bạn kích đúp vào cái ảnh này nhé, sau bạn chọn tiếp vào phần image, vào phần basic, sau bạn kéo xuống dưới này có cái blend mode này nhé, blend mode này thì bạn sẽ chọn là screen nhé, nó sẽ xóa cái nền đen đi và giữ lại cái tiêu đề. Đó, tiêu đề này nó có hiệu ứng zoom, hiệu ứng zoom vào, cái này là cài đặt khi mà mình đưa ảnh xuống thôi. Để xóa cái này đi mà mình sẽ ấn vào cái ảnh này, chọn vào cái tính năng crop này, sau đó mình sẽ chọn sang crop. Ok, sau mình nhấn apply, nó hết cái zoom rồi. Tuy nhiên là cái ảnh, tức là cái tiêu đề thì nó là cái tiêu đề thôi, chứ nó không phải là cái, tức là tiêu đề nó là cái ảnh thôi, chứ nó không phải là cái chữ, giống như là cái title ở trong Filmora. Thì bạn sẽ phải tạo hiệu ứng cho nó. Thì tạo hiệu ứng bằng cách là bạn thêm keyframe được, hoặc là thêm chuyển cảnh. Ví dụ ở đây mình sẽ thêm cho nó cái hiệu ứng là mờ dần, tức là sáng dần và mờ dần nhé. Bằng cách là thêm keyframe, thì các bạn sẽ làm như này. Kích đúp vào cái ảnh này, sau bạn chọn animation đi, phần đầu ấy, tức là phần fade in ấy, thì mình chỉ cần ấn vào đây thôi, fade in, kích đúp vào, thế là nó ra hai cái keyframe để cho cái fade in rồi đây đó. Thế còn ở cuối này thì bạn sẽ phải thêm keyframe cho nó bằng cách là kích đúp vào cái ảnh. Quay trở lại phần basic nhé, đây là Filmora 12, đâm ra nó hơi khác một tí. Sau bạn kéo dưới phần opacity, bạn thêm cho nó một cái keyframe ở chỗ này, cho 100%, sau bạn nhấn vào đây, tức là bạn di chuyển về đến gần cái cuối bức ảnh ấy, bạn giảm cái opacity xuống về 0, bấm vào OK. Như vậy là bạn đã có thêm một cái nữa là hiệu ứng sáng dần và mờ dần. Đó, mờ dần. OK, còn cái cuối cùng mình muốn chú ý với các bạn ấy là cái phần Filmora này nhá. Hiện tại ấy, là ở bản 12.4 này ấy, nó có một cái cập nhật rất là quan trọng ở trong cái phần bản quyền. Tức là trước đây ấy, thì bản quyền của Filmora là bạn sẽ tối đa bạn sử dụng được 5, tức là 5 thiết bị. Bạn cứ đăng nhập vào máy này thì bạn lại đăng xuất ở máy khác để OK. Nhưng mà mới hiện tại ấy, là Filmora nó kiểu thay đổi một cái chính sách về bản quyền. Tức là bây giờ nó chỉ cho bạn dùng trên một máy thôi. Nếu bạn dùng nhiều máy là nó sẽ báo là bạn vi phạm một cái nguyên tắc bản quyền. Mình chỉ các bạn ấn vào đây phần license này nhé. Đây là license của mình. Trong phần overview này nhé, bạn nhìn đây là Wondershare Filmora này, Total Online Device là 1 nhé, Use Online Device là 1, tức là mình chỉ được dùng trên một máy thôi. Bạn dùng nhiều máy là bạn sẽ có vấn đề. Đây là một cái mới và mình hy vọng là sắp tới thì mình sẽ trao đổi với bên Wondershare ấy. Có thể là sẽ yêu cầu họ quay trở lại cái như bình thường, hai thiết bị hoặc ba thiết bị, bởi vì là ai thì cũng dùng một máy tính ở nhà, một máy tính ở văn phòng, chứ đâu có phải ai lúc nào cũng dùng một máy tính đâu. Người ta có thể đăng nhập mà đăng xuất thì OK, chứ không
kiểu không cho chia sẻ tài khoản với nhiều người là được thôi. Đó là một cái quan trọng nữa. Còn bản quyền Filmora thì mình vẫn hỗ trợ các bạn là mua với mã giảm giá là 20%. Các bạn muốn mua thì xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả nhé, hoặc là liên hệ với mình qua Zalo. Ok, đó là mấy cái chú ý về Filmora. Thế còn hết rồi.